Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Ezra chương 1. Năm thứ nhất đời Siru, vua nước Pherosơ trị vì. Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã kệ miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Siru vua Pherosơ tuyên truyền trong khắp nước mình và cũng ra sắc chỉ rằng: Siru vua Pherosơ nói như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài khá trở lên Jerusalem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền thờ Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự tại Jerusalem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người. Hễ dân Giu-đa còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở hãy tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Bây giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Benjamin, những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng, có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem, bèn trỗi dậy. Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng, cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải súc vật và những vật quý báu, bất kể các của lạc hiến khác. Vua Siru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar đã đem đi khỏi Jerusalem và để trong đền thờ của thần người. Siru, vua Pherosơ, truyền Mithredat, người thủ quỹ, lấy các khí dụng ấy ra, đếm và giao cho Sheshbaza, quan trưởng của Giu-đa. Này là số của các khí dụng ấy: 30 cái chậu vàng, 1000 cái chậu bạc, 29 con dao, 30 cái chén vàng, 410 cái chén bạc thứ hạng nhì, 1000 cái khí dụng khác. Hết thảy những khí dụng bằng vàng và bạc, số là 5400 cái. Khi những người bị bắt làm phu tù ở Babylon được dẫn về Jerusalem, thì Sheshbaza đem lên luôn hết thảy vật ấy. Chương 2. Trong con cháu các dân tỉnh Giu-đa bị Nebuchadnezzar vua Babylon bắt dẫn qua Babylon, nay những người bị đày đó trở lên Jerusalem và xứ Giu-đa, mỗi người về trong thành mình, có Zerubbabel, Yeshua, Nehemi, Seraya, Reelaya, Mạc-đô-chê, Binh-sang, Mít-bạc, Biết Vai, Rehum và Ba-ana dẫn dắt. Vậy, này là sổ dựng những người nam của dân Israel: họ Pharos 2172, họ Sephatia 372, họ Arach 775, họ Phahat Moab, con cháu của Yeshua và Joab 2812, họ Elam 1254, họ Sát Tu 945, họ Sát Cai 760, họ Bani 642, họ Bebai 623, họ Agat 1222, họ Adonikam 666, họ Biết Vai 2056, họ Adin 454, họ Ate về gia quyến Ezechia 98, họ Bethsai 323, họ Yora 112, họ Asum 223, họ Giba 95, họ Bethlehem 123, người Netopha 56, người Anatot 128, người Atmavet 42, người Kiriat Arim, Kephira và Beerot 743,
người Rama và Geba 621, người Mitma 122, người Bê-tên và A-hi 223, họ Nebo 52, họ Mác-bi 156, họ Elam khác 1254, họ Harim 320, họ Lô-đơ, họ Ha-đít và họ Ô-nô 725, người Jericho 345, họ Sena 3630. Những thầy tế lễ, họ Giê-đa-gia thuộc về nhà Giê-xua 973, họ Y-mê 1052, họ Pha-su-rơ 1247, họ Ha-rim 1017. Các người Lê-vi, họ Giê-xua và các Mi-ên, con cháu của Hô-đa-via 74. Những người Ca-hát, họ A-sáp 128. Các con cháu kẻ giữ cửa, con cháu Sa-lum, con cháu A-te, con cháu Tanh-môn, con cháu A-cúp, con cháu Ha-ti-ta, con cháu Sô-bai, cộng hết thảy là 139 người. Kẻ phục dịch trong đền thờ, con cháu Si-ha, con cháu Ha-su-pha, con cháu Ta-ba-ốt, con cháu Kê-rốt, con cháu Si-ha, con cháu Ba-đôn, con cháu Lê-ba-na, con cháu Ha-ga-ba, con cháu A-cúp, con cháu Ha-gáp, con cháu Sam-lai, con cháu Ha-nang, con cháu Ghi-đên, con cháu Ga-cha, con cháu Re-a-ya, con cháu Re-xin, con cháu Nê-cô-đa, con cháu Ga-sam, con cháu U-sa, con cháu Pha-xê-a, con cháu Bê-sai, con cháu A-xê-na, con cháu Mê-u-nim, con cháu Nê-phu-xim, con cháu Bác-búc, con cháu Ha-cu-pha, con cháu Ha-rua, con cháu Ba-lút, con cháu Mê-hi-đa, con cháu Hạc-sa, con cháu Bạc-cô, con cháu Si-xê-ra, con cháu Tha-mát, con cháu Nê-xia, con cháu Ha-ti-pha. Con cháu của các tôi tớ Sa-lô-môn, con cháu Sô-tai, con cháu Sô-phê-rết, con cháu Phê-ru-đa, con cháu Gia-a-la, con cháu Đạt-côn, con cháu Ghi-đên, con cháu Sê-pha-ti-a, con cháu Hát-tinh, con cháu Bô-kê-rết-ha-sê-ba-im, con cháu A-mi. Tổng cộng, những người phục dịch trong đền thờ và các con cháu của những tôi tớ Sa-lô-môn đều là 392 người. Này là những người ở tên Mê-la, tên Hạc-sa, Kê-rúp-a-đan và Y-mê trở lên. Không thế nói rõ gia tộc và phổ hệ mình, đặng chỉ rằng mình thuộc về dòng dõi Israel hay chăng. Con cháu Đê-la-gia, con cháu Tô-bi-gia, con cháu Nê-cô-đa đều 652 người. Trong dòng dõi thầy tế lễ, con cháu Ha-ba-gia, con cháu Ha-cốt, con cháu Bạc-si-lai. Người ấy có cưới một con gái của Bạc-si-lai ở Ga-la-át nên được gọi bằng tên ấy. Các người ấy tìm gia phổ mình nhưng chẳng tìm đặng, nên người ta kể họ là ô uế và họ bị trút khỏi chức tế lễ. Quan tổng đốc cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng nào có thầy tế lễ cậy Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng đếm được 42.360 người, chẳng kể những tôi trai tớ gái, số chúng nó là 7.337. Cũng có 200 người nam nữ ca hát theo cùng họ nữa. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có nhiều trưởng tộc khi đã đến đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem thì dâng những của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời để xây cất nó lại chỗ cũ. Tùy theo sức mình, chúng dâng vào kho của cuộc xây cất đền 61.000 đa riết vàng, 5.000 min bạc và 100 bộ áo thầy tế lễ. Vậy, những thầy tế lễ, người Lê Vi, mấy người dân, người ca hát, kẻ giữ cửa, những người phục dịch trong đền thờ và cả dân Israel
thảy đều ở trong bổn thành mình. Chương 3. Đến tháng 7, khi dân Israel đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như một người ở tại Jerusalem. Bây giờ, Yeshua, con trai của Josadak, và các anh em người là thầy tế lễ, luôn với Sorobaben, con trai Sha-an-thi-en, và các anh em người đều trỗi dậy, xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel, đặng dâng của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Chúng sợ hãi dân của xứ, nên lập lại bàn thờ trên nền cũ nó, và dâng tại đó của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều. Chúng cũng giữ lễ lều tạm, y như đã chép, và dâng những của lễ thiêu ngày này kế ngày kia, theo số đã định cho mỗi ngày. Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va. Từ ngày mùng 1 tháng 7, chúng khởi dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng phân cấp tiền bạc cho thợ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu và dầu cho dân Sidon và dân Tyre, đặng sai họ đem gỗ bá hương từ Liban đến biển Gia-phô, tùy theo chiếu của Shiru, vua Pharoser. Năm thứ hai, tháng 2, sau khi chúng đến đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, Sorobaben, con trai của Sha-an-thi-en và Yeshua, con của Josadak, với các anh em khác của họ là những thầy tế lễ, người Lê-vi, cùng hết thảy những người bị bắt làm phu tù được trở về Jerusalem, đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Chúng đặt người Lê-vi từ 20 tuổi sắp lên đặng cai quản công việc xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bây giờ Yeshua, các con trai người và anh em người, các Mi-ên và các con trai người, con cháu Hô-đa-via và con cháu Hê-na-đát là người Lê-vi với con trai và anh em của họ, đều trỗi dậy, đồng hiệp nhau như một, mà quản đốc những người làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Khi các thợ xây nền đền của Đức Giê-hô-va, thì có những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Lê-vi, con cháu A-sáp đều cầm chập chỏa đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va y như các lễ phép của Đa-vít, vua Israel đã lập ra. Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng: đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Israel còn đến đời đời. Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn ngợi khen Đức Giê-hô-va bởi vì người ta xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Nhiều thầy tế lễ người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở, nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc, vì dân sự la lớn tiếng lên và tiếng ấy vẳng vẳng nghe xa. Thi Thiên 144. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là hòn đá tôi, Ngài dạy tay tôi đánh giặc, tập ngón tay tôi tranh đấu. Ngài là sự nhân từ tôi, đồn lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi, và là đấng giải cứu tôi, cũng là cái khiên tôi và nơi tôi nương náu mình. Ngài bắt dân tôi phục dưới tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi mà Ngài nhận biết nó? Con người là gì mà Ngài đoái đến? Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy hạ các tầng trời và giáng xuống. Đụng đến núi thì núi sẽ xông khói lên. Xin hãy phát chớp nhoáng làm tản lạc kẻ thù nghịch, bắn tên Chúa mà làm cho chúng nó lạc đường. Cầu Chúa hãy giơ tay ra từ trên cao, giải cứu tôi, vớt tôi lên khỏi nước sâu, cùng khỏi tay kẻ ngoại bang. Miệng chúng nó buông điều dối gạt, tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát sướng cho Chúa một bài ca mới, lấy đàn cầm 10 giây mà hát ngợi khen Chúa. Chúa ban sự cứu rỗi cho các vua, giải cứu David kẻ tôi tới Chúa khỏi thanh gươm tàn hại. Xin giải tôi thoát khỏi tay kẻ ngoại bang. Miệng chúng nó buông điều dối gạt, tay hữu chúng nó
là tay hữu láo xược. Nguyện các con trai chúng tôi giống như cây đương mọc lên mạnh mẽ. Nguyện các con gái chúng tôi như đá góc nhà chạm theo lối kiểu của đền. Nguyện kho lẫm chúng tôi được đầy dẫy có đủ các thứ lương thực. Nguyện chiên chúng tôi sinh sản hàng ngàn hàng muôn trong đồng ruộng chúng tôi. Nguyện bò cái chúng tôi sinh đẻ nhiều. Nguyện chớ có sự triệt hạ, sự ra sông đánh hay là tiếng la hải trong các hàng phố chúng tôi. Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy. Phước cho dân nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình. Chương 21. Vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ gần đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Olive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Này vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cởi lên. Bây giờ, phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao nói rằng: Người này là ai? Chúng trả lời rằng: Ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth, xứ Galilê. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bò câu. Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Bây giờ những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ, thì Ngài chữa cho họ được lành. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hosanna con vua David, thì họ tức giận và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Có. Vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú hay sao? Đoạn Ngài bỏ họ, đi ra khỏi thành mà đến làng Bethany và nghỉ đêm ở đó. Sáng mai khi trở lại thành thì Ngài đói, thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi. Thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Mày chẳng khi nào sanh ra trái nữa. Cây vả tức thì khô đi. Môn đồ thấy điều đó lấy làm kỳ, nói rằng: Cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi. Song dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi, đang giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này, và ai đã cho thầy quyền phép ấy? Chúa Giêsu đáp rằng: Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều, nếu trả lời được thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. Phép báp tim của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Và họ bàn riêng với nhau như vậy. Nếu chúng ta đáp rằng bởi trên trời thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao không tin lời người ấy? Còn nếu đáp rằng bởi người ta thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho Giăng là đấng tiên tri. Vậy họ trả lời Đức Chúa Giêsu rằng: Chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều này. Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho.
Đứa ấy thưa rằng vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng tôi không muốn đi, nhưng sao ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng đứa thứ hai. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì dân đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm đã tin người. Và các ngươi khi đã thấy điều ấy, sao cũng không ăn năn đặng tin người. Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước, thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ vì nói rằng: chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó thì nói với nhau rằng: người này là kẻ kế tự đây, hè, hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi người chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Chúng trả lời rằng: người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đầu góc nhà. Ấy là việc Chúa làm và là một sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó thì biết Ngài nói về mình. Họ bèn tìm cách để bắt Ngài, song sợ thiên hạ, vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. Chương 22. Đức Chúa Giê-xu lại phán ví dụ cùng chúng nữa rằng: nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: hãy nói với người được mời như vậy: này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình. Kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán. Còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua mắng chửi và giết đi. Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: tiệc cưới đã dọn xong rồi, song những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hãy gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Bây giờ người Pha-ri-si đi ra bàn luận với nhau để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giê-xu về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai, vì Thầy không xem bề ngoài của người ta. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi, Thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Đức Chúa Giê-xu biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơn nhiên.
Nga bèn phán rằng: hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: của Caesar. Ngài bèn phán rằng: vậy hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar, và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Họ nghe lời ấy đều bỡ ngỡ, liền bỏ Ngài mà đi. Trong ngày đó, có người Sa-đu-xê là kẻ nói rằng không có sự sống lại đến gần Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy, Môi-se có nói, nếu người nào chết mà không có con, thì em sẽ lấy vợ quá anh để nối dòng cho anh. Và trong chúng tôi có 7 anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em. Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy. Rốt lại người đàn bà cũng chết. Vậy, lúc sống lại, đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong 7 người, vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ? Chúa Giê-xu đáp rằng: các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào. Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Chúng nghe lời ấy thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài. Người Pharisee nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã làm cho bọn Sa-đu-xê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài: thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại thì Đức Chúa Giê-xu hỏi họ rằng: về Đấng Christ các ngươi nghĩ thế nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: con vua David. Ngài đáp rằng: vậy vì cớ nào vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa mà rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi? Vậy nếu vua David xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thế nào? Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó chẳng ai dám hỏi Ngài nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.